Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Với các bạn ơi, hôm nay anh em mình đang đến với một cái thành viên khá là gute luôn các bạn ơi, thuộc dòng là Legend ha. Bé yêu này thì anh em mình sẽ đổi tên nhẹ cho cái nhân vật này của chúng ta một chút xíu nha. Anti Channel, một YouTuber ha. Nhân vật này của chúng ta sẽ có là tổng khoảng 4 chiêu nha mọi người. Chiêu đầu tiên sẽ là tuyệt chiêu Sword hay gọi là chiến tranh. Chiêu thứ hai sẽ là nguyên thủy, thứ ba là kim loại ha. Chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng. Hiệu ứng của bé này thì nhìn cũng khá là dễ thương luôn. Bé này sẽ có là 3 cái skin nha. Wow, ôi chà, nó có mang thêm một cái con bét nữa, khá là cụ tè luôn ha. Rồi hiệu ứng thì dậm chân xuống đất và những cái tia màu tím phát ra ha mọi người. Ôi chà, quá là đẹp luôn. Bây giờ thì anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhẹ cái hiệu ứng cũng như là sức mạnh của cái bé thuộc dòng Legend này nha. Và các bạn ơi, chúng ta thì có nhận mở cái gói VIP trong game nha. Anh em này đang cần mở những cái gói trong game, các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook nha. Mình nhận mở thì cái giá của các gói thì cái giá trong game nha, kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên anh em không có lo nhà phát hành ban nick hay là sẽ khóa nick của các bạn nha. Với lại là mình cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò luôn cho anh em chơi. Cũng gần Tết rồi ha, anh em chuẩn bị đi. Đó, mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantychannel.com. Các bạn có việc ghé vào website của mình xem và lựa được cái nick nào thì anh em có việc inbox trực tiếp với mình qua Facebook nha. Rồi, để có gì anh em Hantai hỗ trợ đổi thông tin các kiểu cho các bạn ha. Với lại đó là mình thì cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha. Những cái mảnh rồng để anh em có thể nâng sao summon cho rồng, những chú rồng nó sẽ trở nên mạnh mẽ và bá đạo hơn ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ mang cái thành viên thuộc dòng Legend này đi giao lưu nhẹ nha các bạn. Ở đây thì đang có một cái sự kiện khá là thú vị, đó là sự kiện Blood Island. Ôi chà, thua thức ăn kiểu này. Rồi, đổ tiền. Chỗ này chúng ta sẽ đến với khu vực list và cần win tầm khoảng 2 trận ha mọi người. Ở đây thì hắn ta mới gõ được một hiệp và tiếp tục mang cái thành viên khá là bá đạo của chúng ta ra để quậy ha. Thành viên này thuộc dòng đó chính là Legend. Đây, tuyệt chiêu hiệu ứng. Wow, hiệu ứng nhìn cũng khá là đẹp luôn ha. Rồi, tới công chuyện luôn. Đây, một mình cần 3. Wow, tuyệt vời các bạn à. Thành viên tiếp theo là Heroic Dream các bạn ơi. Một trong những con Heroic cực kỳ là mạnh luôn ha. Wow, Victory, nhẹ nhàng luôn. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là một các bạn level là 132. Wow, lần này sẽ gặp Kamat các bạn ơi. Kamat này thuộc dòng là Heroic nha. Wow, kiểu nhẹ cái nữa coi. Ôi, ổng áp nha. Wow, Kamat của tên bạn lại trở lại thêm một lần nữa. Rồi, Victory, chỗ này thì anh em mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo thì sẽ đến với khu vực là Arena, một trong những khu vực khá là gắt luôn. Ôi, anh em mình đang nằm ở Master 1 nha các bạn. Rồi, tới công chuyện luôn ha. Săn táo lên và chuẩn bị chiến thôi nào. Tầm này thì anh em mình sẽ xài tới từ chiêu đặc biệt của Macaron nè. Wow, hơi gắt ha. Bé Macaron lợi hại của anh em mình đi du lịch luôn. Chỗ này thì chúng ta đang đến với là Heroic.
bé Bạch Tuộc các bạn. Con này thì nó đang có cái skin nhìn cũng khá là ngầu. Ui căng nhờ, con này nó quýnh mình hai lần liên tục luôn. 183. Rồi ở đây thì anh em mình đã xét thương nhân 2 cho nên nó là khá là ngon lành đây. Victory. Rồi ma cà rồng, ôi bé ma cà rồng khá là mạnh của mình, nó bị bế rồi. À, cái này chắc có lẽ là anh em mình cho nó trở lại thêm một lần nữa đi các bạn ơi. Kèo này là thấy cũng hơi căng nè. Có ma cà rồng thì anh em mình sẽ tiện hơn nha các bạn, vì nó có cái kỹ năng gọi là đây, sát thương đặc biệt, lấy máu tăng đam. Rồi tiếp theo thì chơi trò hút máu là coi như anh em mình lụm được một em luôn rồi ha. Ngon lành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái thành viên. Lần này thì bé này thuộc dòng là Heroic. Con này level là 55. Wow, bạn đặt tên là Luna ha. Ôi, cũng khá căng. Rồi, lần này thì bé Legend solo với Heroic luôn. Kèo này thì không dễ dàng tí nào hen. Rồi, anh em mình cho thành viên Heroic Bạch Tuộc ra ha mọi người. Wow, tên bạn thì 5 sao, level là 61 ha. Ôi đội hình này khá là chất lượng. Đúng rồi, anh em mình sẽ bật thêm cái khiên lên để tăng cái lượng sát thương cũng như là lượng máu của anh em mình. Tầm này thì chúng ta chiến đấu nó sẽ ok hơn ha. Hiện tại mình đang có được tầm khoảng 24 điểm rồi. Wow, mới vô là phải đi phá cái giáp của cái dòng Titan này. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là Bạch Tuộc đi. Ôi con này máu nó lên tới 450 lần các bạn ơi, lượng máu khá là căng luôn ấy. Wow, kèo này có một cái độ khó không hề nhẹ ha. Ây chà. Ôi con này đam với mình to quá. Nó vả một phát rồi là sát thương nhân 2 các bạn. Khá là căng. Rồi tiếp theo thì ui nữa sát thương nhân 2 nữa hả. Ui chơi đánh mà gặp tồi sát thương nhân 2 không các bạn ơi. Wow chiến đấu kiểu này gọi là ức chế, ức chế kinh khủng ha. Ôi quấn mình hai lần luôn chứ. Không những là chơi sát thương nhân 2 mà nó còn đam 2 nữa. Rồi anh em mình hạ được một con. Ôi con này nó có cái lưỡi hái luôn. Căng. Coi như là anh em mình không sử dụng được cái hồi sinh ấy các bạn. Ôi mình không nghĩ là đội hình team bạn nó gắt đến vậy luôn á nha. Rồi chỗ này thì anh em mình chắc phải đổi rồng rồi ha. Giờ chúng ta sẽ xuống tới dàn rồng gọi là Legend. Ôi tem này mình thấy sương sương là anh em mình qua cửa chắc được này các bạn. Đó tới công chuyện luôn.
Mình có một cái con rồng có chiêu đặc biệt, đó chính là thiệt chiêu nước. Đây, sát thương giật phát cũng được nửa cây. Wow, đổi rồng. Lần này thì sẽ cho bé level 70 càn quét tem bạn nha. Wow, ổng áp nha các bạn. Rồi, đội hình tiếp theo thì mình thấy cũng khá là ngon cơm đây. Chỉ có một con Heroic thôi. Wow. Ôi, máu con này nó lên tới 517.000 lần các bạn ơi. Một cái lượng máu khá khá luôn ấy. Rồi, anh em mình sẽ sử dụng lại tuyệt chiêu đặc biệt ha. Wow. Ôi bé này thì có cái lưỡi hái luôn. Mình nghiên cứu thì team mình không có con nào sát thương đam mà là nhân 2 hết trơn ấy. Rồi, team bạn còn một em level là 55 nữa ha. Wow, con này là hơi bị đẹp luôn nha mọi người. Ôi ôi, nhìn gọi là hai cái này nó bốn tay. Ôi, hình như con này nó có ba cái tay nha, nó không được cân bằng cho lắm nha. Rồi, ok, victory nha. Vậy là anh em mình cũng qua được cái cửa này rồi. Cửa ải tiếp theo của anh em mình sẽ là, ôi, sniper. Sniper level là 50, ô 70. Một con. Ôi, chiêu nước của mình bị giảm sát thương rồi các bạn, khá là tiếc. Nhưng mà team bạn chỉ có một con Legend thôi và một con Legend này level 70 thôi, còn hai con kia còn lại thuộc dòng là Heroic nhưng mà level của nó mới 55 thôi các bạn. Anh em mình thì vẫn trên cơ được ha. Ôi, nó quýnh hai lần liên tục các bạn ơi. Ôi cay nhờ. Wow. Chơi chiêu đặc biệt liền. Rồi, nhân vật cuối cùng của team bạn thì thuộc dòng là Heroic nha mọi người. Rồi, ổn áp các bạn ơi. Victory, vậy là anh em mình qua được cái cửa này rồi ha. Wow, tuyệt vời. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.